bỏ vài chục củ ra để dán full PVF bảo vệ ngoại thất cho xe ô tô có xứng đáng hay không? Thì nói thật với anh em là anh em cứ bỏ tiền ra thì đều xứng đáng hết anh em nhá. Không có cái chuyện mà dán xong thì chả có tác dụng gì đâu. Nói thật là một chiếc xe mà trong cái quá trình mà anh em sử dụng ấy, cái tình trạng ví dụ như là xước nhẹ này, xước xoáy này, xước răm này quanh xe thì không chiếc xe nào tránh khỏi được. Thì cái PVF này sẽ là cái giải pháp đấy, giải quyết cái vấn đề đấy. Đấy, giải quyết vấn đề như xước răm, xước nhẹ, xước xoáy này hoặc là quệt nhẹ như này thì nguyên bản thì nó sẽ có những cái vết xước hoặc là những cái vết đen 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 ấy khi mà anh em va chạm nhẹ ấy. Đấy, nhưng mà PPF thì nó sẽ giải quyết vấn đề đó nhá. Đấy, khi mà anh em có thể là bị xước như này thì nó sẽ tự phục hồi vết xước luôn. Anh em chỉ cần chờ thời tiết nó nắng này đi, nó sẽ tự phục hồi vết xước, mà chả cần thời tiết nắng cái đấy nó sẽ tự phục hồi vết xước luôn. Đó, cái đấy nó rất là hay. Tại sao mà anh em lại bảo bỏ vài chục củ ra có xứng đáng hay không, thì nó xứng đáng ở đoạn đấy nhá. Xe anh em luôn lúc nào cũng sáng bóng mới, và đặc biệt hơn là không bao giờ lo bị xước răm xước xoáy anh em nhá.